Kính chào quý vị và các bạn, sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu, đêm 1 tháng 2 và ngày 2 tháng 2. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bạc Liêu, rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 25 đến 27 độ vĩ Bắc, dịch dần xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Bộ, khả năng hoạt động mạnh dần. Trên vùng biển phía Đông Nam Bộ, gió Đông Bắc có cường độ trung bình, yếu. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông, cần đề phòng có gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Ngoài khơi, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường có lúc động nhẹ. Dự báo thủy văn, mực nước tại Gành Hào cao nhất 1m70, xuất hiện lúc 20 giờ 30 phút ngày 1 tháng 2. Thấp nhất âm 0m40, xuất hiện lúc 13 giờ 30 phút ngày 2 tháng 2. Mực nước tại Phước Long thấp nhất 0m43, xuất hiện lúc 20 giờ ngày 1 tháng 2. Cao nhất 0m56, xuất hiện lúc 13 giờ ngày 2 tháng 2. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.